là một người từng trải ở tuổi 67, tôi nghĩ là như vậy, đã vượt qua nhiều những cái giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Có những lúc vui, lúc buồn, những lúc khốn khó, những lúc sang giàu sang, những lúc bây giờ thì đã ổn định rồi. Thì là một triệu phú rồi thì nếu như chúng tôi đề nghị ông nói với khán giả của chương trình Khách của VTV3, đặc biệt là các bạn trẻ, về cách tiếp cận cũng như quan niệm cũng như cách đối xử với đồng tiền, ông sẽ nói gì ạ? Thứ nhất là hãy quên chuyện tiền và hãy nghĩ đến cái công việc của mình, đến cái sự đam mê của mình, và chăm chú vào đó. Khi mà anh làm một cái việc gì thành công, anh làm một cái việc gì giỏi, anh có một cái kiến thức rất chuyên sâu về bất cứ một cái ngành gì, thì tiền nó sẽ tới, nó tự nó tìm tới. Thành ra đừng có thắc mắc bây giờ. Hãy tạo cái công việc, tạo cái khả năng đó, tạo cái kỹ năng đó, tạo tất cả những cái chuyện đó, thì đồng tiền nó sẽ tới. Vâng. Thì đấy là cái lời tôi muốn nói với những người bạn trẻ. Ông làm tôi nhớ tới Việt Nam mình có câu là gái có công thì chồng không phụ. Quả thực là như vậy. Hãy đừng nghĩ về tiền. Mặc dù tiền trong câu chuyện của chúng tôi với ông Alan Phan thì rõ ràng là không có khái niệm tiền sạch tiền bẩn, chỉ có cách kiếm tiền chính đáng hay không chính đáng mà thôi, hợp pháp hay không hợp pháp mà thôi. Còn bản thân đồng tiền nó là có giá trị của nó, và muốn gì thì gì, muốn nói gì thì nói, thì chúng ta sống không thể thiếu tiền được, đúng không ạ? Vâng. Nó là một thứ song hành. Nó không quyết định hạnh phúc của con người, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng trong việc có được hạnh phúc. Và chúng tôi nghĩ rằng cái phần kết của tiến sĩ Phan, Alan Phan, là một cái điều mà chúng tôi cũng muốn gửi gắm tới các bạn trẻ. Hãy làm những công việc mình yêu thích, hãy tập trung đầu tư học tập cũng như làm, hãy cống hiến, rồi chắc chắn là sự tốt đẹp sẽ đến với tất cả các bạn. Bởi vì tôi lại nhắc lại một câu châm ngôn của Việt Nam: gái có công thì chồng không phụ. Chúng tôi rất mong các bạn hãy hiểu kỹ câu này và hãy lao mình vào, hãy cống hiến, hãy làm tất cả những công việc mà các bạn yêu thích với tất cả những tâm huyết, nhiệt tình của tuổi trẻ cũng như sức lực cũng như trí tuệ của các bạn. Chắc chắn tiền sẽ rất nhiều, có nghĩa là cuộc sống của các bạn sẽ rất tốt đẹp. Cảm ơn ông đã đến với chương trình. Cảm ơn anh và chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong